dưới đồng tiền. Thứ nhất, cờ tang và tiếng trống. Thứ hai, thánh giá đứng cao. Thứ ba, quý ông. Thứ tư, quý bà. Thứ năm, hội kèn. Thứ sáu, vòng hoa. Thứ bảy, xe tang. Thứ tám, tang quyến. Bây giờ bắt đầu. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đi đi. Không, gia đình cứ đi đi, gia đình đi đi. Thứ năm vòng hoa. Thứ bảy tang quyến. Gia đình đi theo quan tài đi, còn họ đi kể họ.
đang phải cân nhận đấy là cây ít tí nó đang cái điện đây. Thôi, cầm tí nó đang cái điện. Vợ con và thánh thần Amen. Nguyện xin ơn sủng và bình an của Thiên Chúa Cha đấng đã cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại luôn ở cùng anh chị em. Trong nước rửa tội tôi tới chỗ đây là của chủ Vinh Sơn đã chết và sống lại cùng với Đức Kitô. Xin cho linh hồn Vinh Sơn giờ đây được hưởng vinh quang vĩnh cửu với người. Trong ngày thánh nhân những cửa tồn tôi tới Chúa là linh hồn Vinh Sơn mặc Đức Kitô. Vậy xin cho tôi được mặc áo vinh quang trong ngày Đức Kitô là thánh. Khi thánh nhân những cửa tồn tôi cùng Vinh Sơn đã được ghi dấu đánh giá. Xin cho tôi tới Chúa giờ đây được chia sẻ với Chúa Kitô trong chiến thắng tội lỗi và sự chết. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tin tưởng thần cầu tiên Chúa đã trao khoảng 5 năm tiếp cầu cho người còn sống như đã qua đời. Chính Ngài đã cho Chúa Kitô con Ngài được phục sinh từ cõi chết. Xin cho tù trùng Vinh Sơn qua khúc rửa tội đã lãnh nhận được hạt giống cầu sinh sự sống đời đời, được mãi mãi sum họp với các thánh của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa Kitô con Ngài cho một vùng Vinh Sơn đã đứt mình máu anh Chúa Kitô là vẫn ban sự sống đời đời được sống lại trong ngày sau ơn. Xin cho linh hồn các anh chị em vươn lên và nhân dân của chúng ta được trần trần từ công lao khó nhọc họ đã thực hiện trong cuộc đời. Xin cho tất cả những người đã yên nghỉ trong niềm hy vọng sống lại được nhận vào Thank you.
mến được hoàn hồn trong nước kinh điển của Chúa. Lạy Chúa, chúng con này xin Chúa cho lời thần cầu của cộng đoàn chúng con xin một cơn kiếp cho linh hồn của chủ Vinh Sơn và các con tớ thân của Chúa. Xin giải thoát họ khỏi mọi tội lỗi và cho họ được không còn ơn cứu chuộc của Chúa. Chúng con cầu xin giải thoát tôi với chúng con. Thì Israel nói với Moses, có phải các anh con ăn chan chia được chị em?
nên nói rằng chúng ta đừng giết nó, đừng làm đổ máu trong ném nó xuống một cái giếng nơi hoang vu này. Và như thế đây các em có phải với máu. Chúng em nói như thế là vì ý muốn kiếm cứu xe còn tay các anh em để đem cứu xe về cho theo mình. Khi cứu xe vừa đến gần, các anh liền phải áo dài cứu xe lăn mặt và bắt ném nó xuống một cái giếng cả. Đang khi các ông một ăn phán thì thấy một đoàn người từ Israel từ Galat tiến về Ai Cập. Các con lạc đà của họ chở đầy dữ liệu nhiều hơn và nhiều hơn. Chúng ta nói với các anh em rằng chúng ta giết em chúng ta với nó đi thì có ích gì, tốt hơn là em là chúng ta đem nó bán cho người Israel và đây chúng ta có phần với máu thì những xe là chân của chúng ta. Các anh nghe theo lời chúng ta nên đi các người đã quên từ Maga đi ngang qua đó. Các ông kéo con xe lên quả dưỡng và đem bán cho các người Israel với giá 20 cực lạc và họ dẫn con xe về Ai Cập. Làm phần cho bắt thầy tớ ông đánh đứa này giết đứa kia.
nói với chúng ta về một gia đình rất lâu đời trong sự ước, một gia đình như mọi gia đình khác cần thấy rất đơn giản con cái. Đó là gia đình của ông nhà tốt hay những bọn là Israel và gia đình thấy có người ai một con. Chúng ta thấy cha mẹ nào mà là thương con, thương tất cả mọi đứa con mình sinh ra. Nhưng chắc chắn là tình thương của cha mẹ dành cho con cái không như nhau, không giống nhau. Và chúng ta thấy là sẽ thành nó ông nhà tốt Israel thương đứa con trai tốt của mình như xe một cách đặc biệt. Và chính bởi điều đó gây ra một sự ghen ghét, một sự có thể tạm cớ để mà anh em đối xử với nhau không được mấy hài hòa thôi. Và kết quả là tương tự bản thân chúng ta nghe là biết được. Nhưng mà kết thúc cái gia đình ấy như thế nào? Ông Giuse được bán sang Ai Cập, sau đó được tin dùng và rồi trở nên đệ tử. Gia đình của cha có 11 người con ở Palestine lớn cạnh đó nghèo. Vì thế nghe ở Ai Cập người ta cần nát bán lúa nên ông Jacob nói với các con của mình sang đó mà buôn thật. Cái câu chuyện rất là dài với quý bà chị. Nếu mà kể từ chi tiết là có lẽ là quý bà chị ngồi hơi lâu hơn cho tôi bắt đầu. Thì cuối cùng Duy Xe nhận ra những người kinh nghiệm của mình Duy Xe đã đối cho anh đã chấp nhận bán đưa cho những người anh em đó để những người anh em đó về thể thương cha. Giuse đã biết tha thứ. Giuse nhận ra anh em của mình yêu thương họ và Giuse đã nâng đỡ họ và hỗ trợ họ. Thế gian thì thấy sau đó đã hiểu ra ai đã hết với người cha già thương và hạnh gì. Hôm nay chẳng biết tâm đề cử của một cô giáo là ông xin cho nay hay là 24 hướng về gia đình và đi tiếp giải tội. Khi hôm nay chúng ta muốn chứng kiến một gia đình của ông là chủ phi, một gia đình cũng tương đối là đôi con, chú ban cho ông là năm trai bốn gái. Bây giờ mà các gia đình trẻ mà nói đến năm trai bốn gái thì là rất là đầu thua. Nhưng mà phải bảo lúc đó gia đình của ông là chủ phi có thể đơn con nhiều cháu là dấu chứng được chú chúc lành, được chú ban ơn. Thế nhưng mà gia đình của ông bà cũng không phải là yên chơi và xây dựng một cách tốt đẹp như mọi gia đình khác. Bởi vì chỉ có sau đó có biết về đây hay là về trước để có một vài năm có một lô đất mà trước mắt là năm con trai bốn cô con gái thì tương lai sẽ như thế nào. Bởi vậy vào cái thời điểm mà nuôi người ra đi thì xưa đã bảo cho ra đi cứu nước, nhưng mà cái thời điểm đó chúng ta đã ra đi để mà cứu nước, để mà nuôi sống. Bởi cái thời điểm nó khó quá, mà thậm chí là mấy ông con trai lớn đó là ba cái cột kè mà nó đi được thì nó cũng đi luôn. Người người mọi người ra đi, người thì đuổi biên, thế nhưng chúng ta chỉ và cái thời điểm cũng
thần lợi, chính là con gái của Phạm Thị Kim được vợ chồng ở Việt Nam. Và nhiều người đứng đó cũng về Việt Nam, nhưng mà tới về Việt Nam thì không được đi nữa. Nhưng mà cái điều năm có thể nói như vợ hay nói mà nhìn vợ con nó rất tin, đó là chú thương cho gia đình của bà chú thương. Nên nếu tụi con về sau đó lại được giải tiếp đi sang Mỹ. Từ đó tôi cứ bảo anh chị em đi vào hoàn cảnh xã hội gia đình hôm nay, người ta cứ nghĩ là cái tài sản quý giá nhất của cha mẹ, người ta cứ tưởng là tiền bạc, ruộng đất, nhà thao cửa rộng cửa rộng thì đó mới là cái tài sản mà cần để làm cho con mình. Nhưng không, cái xã hội chúng ta đang thấy hôm nay thấy là để lại tiền bạc, ruộng đất, nhà thao cửa rộng chưa hẳn là điều tốt. Bởi vì những lý do đó mà anh em chị em rồi mình trong gia đình tranh chấp, còn nơi đó có thể đưa đến sát phạt và sát hại lẫn nhau. Bởi vậy tài sản quý giá nhất của cha mẹ không phải là tiền bạc, không phải là ruộng đất, chẳng phải là nhà cao cửa rộng, nhưng chính là anh em biết yêu thương và biết đùm bọc lẫn nhau. Thế là cái tâm tôi không dám nói là một tấm gương, nhưng mà để cùng với các con cái cho xem, cùng với ông bà thì biết tạ ơn Chúa. Bởi vì Chúa đã thương, Ngài đã xếp đặt để rồi những người anh, những người chị đi trước sang cái đất Mỹ. Việc làm đầu tiên là vừa phải ổn định gia đình, nhưng mà đồng thời cũng là lập tức đỡ những đứa em còn lại nơi quê, những người anh, những người chị chung tay đàn để mà bảo lãnh tất cả những đứa em còn lại. Và mới đây tôi nghĩ là anh chị có thể nói có lẽ không phải tự tin bây giờ tại tự chủ, vì tất cả mọi người con của mình đã được vào tôi ở bên nước Mỹ để xây dựng đời sống của mình. Nhưng là biết cố sự kiện này đưa đến bản thân cho cha mẹ để trước hết như lời cha mẹ kế nói cùng với ông bà Tùng Phi dân lời tạ ơn Chúa, đặc biệt cùng với những người con gái hiền gì trong thế hệ hôm nay tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa bởi vì anh em biết yêu thương nhau. Yêu thương thì dễ là lớn hơn các bạn chị em, nhưng mà mình bỏ nhau mới là quan trọng. Bởi vì yêu thương thì tình cảm ai cũng có chẳng nữa, nhưng mà để mình bỏ nhau có nhiều nỗ lực và đồng thời phải chấp nhận mọi gian khó. Không có nhiều giờ để tôi nói về một trường hợp của các anh em chị em trong gia đình con gái của mình, nhưng mà chỉ biết là hôm nay tất cả các con gái của ông bà đã luôn có thể nói như là ông bà chủ tiên mong muốn con gái đã được sang nước Mỹ để xây dựng đời sống. Và mọi người cũng tránh cho cái điều mà một đàn con đông đảo phải cùng nhau ở chung trong một lô đất ruộng ít, làm sao có thể làm ra kinh tế vân vân. Nói điều này để chúng ta hoàn toàn cùng với cha, cùng với con gái của bà chủ tiên, và đặc biệt với ông bà chủ tiên hôm nay tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho không chỉ cho hai ông bà mà cho cả đứa cháu cả con. Khi mình đưa chúng ta tham dự chắc chắn là tất cả có nhiều nỗi lực đối xóa lắm chắc chắn là như vậy. Bởi vậy chúng ta đi đôi với lời tạ ơn của gia đình và của tư, chúng ta cũng xin Chúa tha thứ mỗi lần cho ông bà để ông bà sớm vượt được về của hạnh phúc Chúa, nơi Đức Chúa, cũng như xin Chúa tha thứ những nỗi lầm
Thank you.
đầy chúng người đang nhận vào chính sự sống đời đời hoan nghênh ngôn đại diện Chúa cho anh hùng của tớ Chúa là cùng chùa Vĩnh Sơn khi đã thoát khỏi sự sinh sự chết từ hoàn toàn cho được phần phúc với những người đã được ứng chùa Chúa con cầu xin cả đặt đi tôi Chúa chúng con ta tạm dừng để được kiện nguyện ở đây cho đại sứ cho đồng ban bộ vụ kim cố viên chức và cho đoàn dân Chúa giáo xứ Hòa Châu xin chia buồn với cả con cái cháu chắc của hội tù Lý Sơn sự ta đi cứu hộ chắc chắn sẽ là sự cố gắng cho gia đình nhất là những người con với từ phương xa trở về có khi không mang được công việc còn sống đó là một nỗi buồn có một sự mất mát xin được chia sẻ và coi chúng ta cầu nguyện để xin Chúa cùng đón nhận tình hồ Vinh Sơn Chúa ban ơn trả lời cho tất cả mọi cái trong chắc và sống đón nhận tình hồ này với lòng tin hạt của Chúa và sự sống sự chết và trong hành Chúa. Anh chị em thân mến, khi Chúa còn ngắn muốn gọi để anh em trong cộng đoàn chúng ta có lời này để với Chúa về chúng ta xin gửi lại cái xác của anh em để hoàn tất để cái xác trở về với người mà xuất ra chúng khi tôi là đấng đầu tiên đã từng có chết sống lại và sẽ tái tạo cái xác yếu hèn của chúng ta giống như thể xác của người về chúng ta xin phó sơn để anh em cộng đoàn chúng ta cho Chúa để cho đón nhận và đưa vào trong bình an của ngài và cho cái xác về người này được sống lại trong ngày sau chết. Quý cha và quý
quý thầy, quý vị và hội đồng mục vụ cũng như các ban ngành đã nâng đỡ để an đưa vào chúng con các nhà các hàng tuần ban thường các viên thiết thể đương thể chúa cho ba chúng con và viên thứ ba chúng con và hơn thế nữa ngày hôm nay quý cha đồng thế quý vị cũng rất chút thời gian đến đây điểm nhận chính lễ để đưa ba chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Thật là một sự cảm kích, một tình yêu bao la quý cha cũng quý vị đã yêu ái này cho ba của chúng con. Chúng con không biết nói gì hơn, chỉ biết cúi đầu nói lên hai chữ cảm ơn. Nguyện chi Thiên Chúa là người cha đầy yêu thương của quyền năng trả công ơn bồi hồng cho quý cha, quý thầy, quý sơ, quý chức quần hùng phù cùng tất cả quý vị. Bà má chúng con sống ở giáo sư ở châu này thời gian chúng ta 49 năm, kể từ năm 1975 đến giờ, là con người không tránh khỏi đôi lần thứ sáu nhân vô thập toàn. Có lẽ là chúng con cũng có nhân đôi lần về ý sinh chú cha quý thầy quý sơ quý đức cùng tất cả quý vị tình yêu thương tha thứ tha hóa chúng con. Sau thế lễ thế việc quả nghĩa trang kính chi quý cha quý thầy quý sơ cùng toàn thể quý vị đã thương ba chúng con thương cho đó với chút thời gian đến đây chúng con dù vẫn ơn thân mật. Giờ đây anh em chúng con của tôi cha đến mẹ bơ vơ trên đường đời cảm thấy lạc lắm đến đau buồn, sự hiện diện của quý cha và quý vị sẽ nâng đỡ ổn an anh em chúng con. Một lần nữa anh em chúng con xin cúi đầu bái tạ quý cha và toàn thể quý vị. Trước khi đi qua bàn lễ thánh, chúng ta một lần nữa lên sự đức tin, đức tin mà chủ vị sư tế đã sống trong suốt một thời gian 2 năm và đặc biệt là 50 năm của đức Phật và chúng ta. Và trong lên sự đức tin, chúng ta tin thành xác và người sẽ sống lại. Tôi tin linh Chúa trời là
chúng ta ra khỏi đời này về với Chúa. Mời chúng ta xin gửi thân xác người anh em này cho đồng đất, để thân xác ấy trở về nơi mình phát xuất ra. Chúa Kitô là đấng đầu tiên từ cõi chết sống lại, người sẽ tái tạo thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân thể sáng láng của người. Mời chúng ta xin phó dâng người anh em chúng ta cho Chúa, để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của Ngài, và cho thân xác người anh em này được sống lại trong ngày sau hình. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống và tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin cho người anh em chúng ta đây. Chúa đã công thương Lazaro chết, xin lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa đón đời chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin cùng thương cho người anh em chúng con được sống đời đời. Xin Chúa đón đời chúng con. Chúa đã đưa thiên đàng cho người chưa biết thông thôi, xin thương đưa người anh em chúng con về trời. Xin Chúa đón đời chúng con. Chúa đã cho người anh em chúng con được thanh tay nhờ nước rửa tội, và được in dấu nhờ việc sức dầu thanh. Xin thương nhận người anh em chúng con vào số các thanh và những người Chúa trong. Xin Chúa đón đời chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng người anh em chúng con trong việc thanh bình và mau Chúa. Xin thương nhận người anh em chúng con vào bàn tiệc nước Chúa. Xin Chúa đón đời chúng con. Chúng con đang đau buồn thương nhớ người anh em chúng con. Xin Chúa thương đức đỡ cho chúng con được an ủi trong đức tin và vững lòng trong cây được sống đời đời. Xin Chúa đón đời chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con để danh Cha đã sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa thương xót tôi tớ Chúa đã qua đời, mà cho người đã có lòng ước nguyện làm theo ý Chúa, không bị phạt vì những việc đã làm. Để như ở dưới thế, đức tin chân thật đã liên kết tôi tớ Chúa với cộng đoàn tín hữu, thì trên trời lòng thương xót của Chúa cũng làm cho tôi tớ Chúa được nhập đoàn với các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lời Chúa xin cho linh hồn Vinh Sơn được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Vinh Sơn. Maria. Mẹ ơi, mẹ hãy nghe lời bao người từ chốn nỗi lòng mương bao sầu. Vì bao công ơn
thương cho bao người. Xin từ gió cuộc đời, xin gió từ cuộc đời, xin biết mọi người về bên Chúa muôn đời hạnh phúc không vơi, hạnh phúc tuyệt vời. Một đời từng kinh sống như thương, chẳng nhân đời thương là hành lý lên đường. Đã ra đi và
vành khăn
tang, xin ghi tròn hình hài mến thương. Từ nay thôi xa cách trên đời, hẹn mãi sau đến trong nước trời. Xin tái ngộ người đã ra đi. Và lạy Chúa, xin xu thương, xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em. Nguyện cầu Chúa xin lắng nghe tình khẩn cầu đoàn con xin dâu. Lòng thầm ước phút giây này không phải tàn theo tháng năm. Tình yêu thương xin nhớ mãi, nhớ mãi trong lời cầu quanh đây. Xin giã từ một lần cuối, về quanh đây mắt giọt lệ lòng đầy đớn đau. Người thân yêu ôi nay không còn, giờ chia ly phút giây ngậm ngùi. Ôi giã biệt lòng đây lạy Chúa, xin xu thương, xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em. Nguyện cầu Chúa xin lắng nghe tiếng khẩn cầu đoàn con xin dâng. Lòng thầm ước phút giây này không phải tàn theo tháng năm. Dạ biệt lòng đây nát tan.